các bậc phụ huynh, các em thanh thiếu niên viên đi đồng lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sở văn nghệ kính thưa quý vị đại biểu, các em thanh thiếu nhi thân mến, một mùa thu nghĩa đàn về, Tết Trung Thu này một lần nữa đến với tất cả mọi người. Ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu, ngày mà tất cả những người con Việt Nam nào cũng có những kỷ niệm và những ký ức không thể nào quên. Những chiếc đèn ông sao, những chú sư tử ngộ nghĩnh, những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những trái bưởi và hồng đã làm nên một mùa Trung Thu thật linh thiêng và đầy ý nghĩa. Và ngày hôm nay, tổ dân cư số 8 thôn Buôn Cha long trọng tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân viên đồng trong xóm. Để về dự chương trình hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Đỗ Khắc Đắc, bí thư chi bộ thôn Buôn Cha. Đề nghị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng ông Lương Thế Việt, trưởng thôn Buôn Cha. Quý vị, chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Cùng với sự hiện diện của các ông bà trưởng thôn, các trưởng các ban ngành đoàn thể thôn Buôn Cha, quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Cùng với sự hiện diện động viên về tinh thần cũng như vật chất của các nhà tài trợ, các bậc phụ huynh đã dành cho các cháu thiếu nhi ngày Tết Trung Thu thật ý nghĩa. Và tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và xin được kính mời ông Bá Xuân Huy, đại diện tổ dân cư số 8 thôn Văn Cha nên có lời phát biểu khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa các ủy ban quản lý làng văn hóa Văn Cha cùng các ban ngành đoàn thể trong thôn, thưa toàn thể các gia đình, các cháu nhi đồng kính mến, hôm nay tôi rất vui và vinh dự được đại diện cho lãnh đạo tổ dân cư số 8 đường 208 trao gồm phần thưởng trong đêm vui Tết Trung Thu và phát phần thưởng cho học sinh giỏi năm 2015 của tổ dân cư đường 208 để tổ chức được một đêm vui Tết Trung Thu cho các cháu như buổi tối ngày hôm nay. Ngoài sự ủng hộ của ban lãnh đạo thôn Văn Cha và thể hiện sự đoàn kết đồng lòng của tất cả mọi thành viên trong tổ, không phân biệt gia đình, còn có các cháu nhỏ hay không, mà chỉ là một mục đích vì tất cả các nhà chúng ta. Ngay từ khi triển khai kế hoạch tổ chức đêm vui Tết Trung Thu cho các cháu đã gặp phải một vài khó khăn ban đầu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mọi khó khăn đã được giải quyết nhanh chóng ngoài mong đợi để có buổi tối vui vẻ đầy ý nghĩa như hôm nay. Qua đây cho phép tôi được thay mặt tổ dân cư số 8 cảm ơn sự ủng hộ của các gia đình, tập thể và ban lãnh đạo thôn, cảm ơn sự nhiệt tình cố gắng của các gia đình, các không quản về kinh phí và đặc biệt là ban tổ chức, các đơn vị trong địa bàn và các gia đình, tinh thần tự nguyện bằng lòng hào tâm của mình đã ủng hộ 100% kinh phí để tổ chức đêm Tết Trung Thu ngày hôm nay. Tôi đề nghị tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tất cả những điều ý nghĩa tốt đẹp này. Thưa các bạn, trong thời gian qua, tổ dân cư chúng ta đã có nhiều cháu hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn về kinh tế nhưng vẫn đạt nhiều thành tích trong học tập. Những kết quả này đã là niềm vinh dự, tự hào không cho những các cháu gia đình dòng họ mà còn là niềm tự hào vinh dự của thôn, của thôn tổ. Tôi kính mong và hy vọng các cháu cố gắng hơn nữa để năm 2016 có thêm nhiều cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thôn Văn Cha và các đơn vị trong địa bàn và tất cả các tổ viên tổ dân cư số 8 sức khỏe và thành đạt. Chúc đêm hội Trung Thu thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Sở vật kính thưa quý vị đại biểu khách quý,
xin được cảm ơn ông Nguyễn Bá Huy, đại diện tổ dân cư số 8 thôn Văn Cha có lời phát biểu khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay, và có lời cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng như những tình cảm chiết san, những món quà thật ý nghĩa để dành cho các cháu nhân ngày lễ Trung thu hôm nay. Và quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Mời tất cả các cháu sẽ gọi có tên trong danh sách lên sân khấu để nhận phần thưởng của ban tổ chức. Cháu Vũ Thí Diệp, cháu Cao Trường Sơn, cháu Cao Trường Giang, cháu Bùi Hồng Dũng. Vâng ạ, xin được trân trọng mời 10 cháu tiếp theo lên sân khấu ạ. Vâng ạ. Xin kính mời ông Nguyễn Bá Huy, ông Đỗ Thắc Đắc, bí thư chi bộ thôn Vân Cha, cùng với ông Bá Xuân Huy lên trên sân khấu để tặng quà cho các cháu. Xin được trân trọng kính mời.
thanh quý, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để tặng cho các vừa rồi. Sở văn là kính thưa quý vị đại biểu và các em thưa thanh thiếu nhi thân mến. Vâng, các em có biết là câu chuyện về Tết Trung Thu có từ bao giờ không ạ? Các cháu có biết là Tết Trung Thu của chúng ta có từ bao giờ không ạ? Các cháu có biết không? Vâng, có biết không ạ? Có biết không ạ? Sở văn là kính thưa quý vị khách quý và các cháu thân mến. Sau đây thì thanh vẫn muốn kể cho tất cả quý vị với một câu chuyện về Tết Trung Thu thật là ý nghĩa để gửi tới các cháu trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, các em thanh thiếu nhi của chúng ta có biết vừa chúng ta có thuyền nhà đường thì thuyền nhà đường vào năm đó thì đêm trăng rằm trời thật đẹp, trăng sáng tỏ hay say thần thật nên là vua ngự chơi ở thành mãi đến khuya mới về. Và lúc đó thì có một ông già sơ tất bạc phơ trắng như tuyết chống gậy đến bên nhà vua, và trong với nhà vua cử chỉ của nhà vua và cử chỉ của ông già thì nhà vua lắng nghe là một vị tiên giáng thế. Ông kính cẩn chào hỏi nhà vua và hỏi: dạ thưa bệ hạ có muốn lên cung trăng không ạ? À? Vâng ạ, à, theo các cháu nhỏ thì là bệ hạ có lên cung trăng không ạ? À? Các cháu ơi, các bệ hạ có lên cung trăng không ạ? Nhà vua chúng ta có lên cung trăng không ạ? À? Vâng ạ, à, và nhà vua liền trả lời là có. Vì thiên điện như chiếc gậy ở lên trời hóa phép ra một chiếc cầu vồng. Trên thiên long đi nhà vua lên cầu vồng và chẳng mấy đâu đã đến được cung trăng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, với vẻ đẹp khác nơi trần thế. Có chị hàng nga, có các nàng tiên nữ với nhan sắc xinh y cực kỳ nồng đấy, xinh như mộng, đẹp như trên những bài thơ, nhảy múa theo những điệu vô cùng quyến rũ và đủ màu sắc. Nhà vua đang say sưa với những cảnh đẹp thì thiên ông liền đưa vua trở lại cung điện. Nhà vua vẫn còn luyến tiếc cảnh trên cung quần và những giây phút thơ mộng ấy. Để kỷ niệm, nhà vua đặt tên là Tết Trung Thu đi các bé ạ. Và quý vị các bé ạ, rồi một sáng tay thật lớn để tặng cho con chiều vừa rồi ạ. Vâng, thưa cảm ơn rất nhiều. Và sau đây thì tất cả các cháu đến với câu nhỏ, tất cả câu hỏi thật là ý nghĩa để nhận được những món quà thật ý nghĩa của ban tổ chức ạ. Vâng, các cháu nào cho biết đây là cái gì nhá? Long cánh, cái gì năm cánh mà chẳng biết bay, em cầm trên tay đêm ngày tỏa sáng là cái gì ạ? Vâng, xin mời cháu ạ. Là kẻ không sao ạ. Vâng ạ, đúng không? Vâng, chúng ta sẽ cháu lên tận đấy để chúc mừng mọi người. Xin mời ban tổ chức chuyển quà cho cháu ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo là các cháu sẵn sàng nhá. Các cháu ơi. Vâng ạ, câu hỏi rất thân thân là con gì có cánh mà lại biết bơi, ngày xuống ăn chơi đêm về nhà trứng là con gì ạ? Vâng ạ, là con gì các cháu ơi? Vâng, xin mời cháu nhỏ chúng ta, con lên sân khấu ạ. Vâng ạ, cảm ơn quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng cháu lên sân khấu để tặng cho câu trả lời chính xác, thưa quý vị. Sa cấp mà bọc trứng gà, cổ ra các thức, phải làm món ăn là quá sinh ra. Vâng ạ, xin mời cháu ạ. Thank you.
gì lơ lửng xin tận trời cao, bên các vì sao không ai thấy được. Chưa mạnh đúng không ạ? Không phải.
chưa này à, thôi nhưng mà cháu khả năng là cháu được khoảng mấy đoàn nữa. Vâng ạ, quý vị chúng ta sẽ một sáng với thầy lớn để làm cho các cháu vừa để tới tận thầy của quý vị. Vậy những cái tiếng cười thật ý nghĩa. Và sau đây thì xin mời cặp tiếp theo ạ. Vâng, xin mời cặp tiếp theo ạ. Các cháu đây là dưới đây ạ. À đây là bài thơ nhưng mà cháu tên này nhã hơn là nhã nút. Vâng, quý vị chúng ta sẽ một sáng với thầy lớn ạ. Vâng ạ. Thank you.
thì đề nghị tất cả các con lên đi ạ. Tổ chức xin cảm ơn những tặng lời quý vị rất nhiều và